Anh ơi, em bị sỏi thận 7 mm. Uống thuốc 2 năm mà lại lên 17 mm thì không biết là như thế nào. Đó là một lời của bệnh nhân vừa gọi điện hỏi đến phòng khám. Thế hỏi ra thì bảo thế em có bị viêm dạ dày, viêm đại tràng không? Có. Sao lại uống thuốc ở đâu mà người thầy thuốc người ta bảo như nào? Và ông Vi Văn Gì ở trên Thái Nguyên ông ấy bảo là không cần chữa dạ dày, không cần chữa đại tràng, chữa mẹ cái thận trước đi, sỏi thận trước đi đã. Thế nó mới nhục Văn Nhã. Thế thì em phải hỏi thật các anh chị là với tất cả các bệnh tật gì liên quan đấy, thì muốn đưa thuốc cả cả thuốc đông y lẫn thuốc tây y thì cuối cùng nó cũng phải hấp thụ được qua là gì ạ? Dạ dày, ruột non, đại tràng. Chẳng lẽ nó ngấm qua đường nào? Còn cái loại mà tinh chế mà để ngấm qua đường máu thì không nói rồi, người ta tiêm rồi, hoặc là truyền tĩnh mạch thì không nói rồi. Tuy nhiên là với những cái bệnh liên quan nó như vậy mà lại cứ muốn điều trị những ông lọ bà kia trước. Và với những bệnh nhân này thì như nào? Người ta vì là người ta cho những cái thuốc để nó bào mòn tẩy rửa và nó sẽ làm ngày càng hệ thống tiêu hóa anh chị càng mạnh, bị nặng hơn, và đến một lúc nào đó mà nó loét loét sâu ra mà nó viêm cả phúc mạc của bên trong nữa thì phải lắm, không biết đâu mà lần cả. Nên với cá nhân em điều trị bao năm em thấu hiểu rằng là nếu các anh chị bị bệnh gì chưa biết, nhưng mà nếu bị dạ dày đại tràng thì nên chữa sớm, chữa khỏi đã, xong đưa tí thuốc vào nó ngấm ngay lập tức thì nó sẽ hỗ trợ chữa các bệnh khác rất là tốt. Xin chào.